Đảng ủy phường Long Tuyền vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ công ty cổ phần BGNT. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy. Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Long Tuyền đã công bố quyết định thành lập chi bộ công ty với 6 đảng viên chính thức. Đồng thời chỉ định Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Việc thành lập chi bộ công ty cổ phần BGNT là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Qua đó nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn và để tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên sinh hoạt, làm việc, cũng như triển khai học tập các chỉ thị nghị quyết của đảng cấp trên.